Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap vào ngày hôm nay. Hiện bây giờ là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, camera bước qua là ngày thứ sáu rồi. Và cũng như là cả tuần này, hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều những tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có chỉ số PPI và nhiều thông tin khác. Và cái sự ảnh hưởng đối với thị trường cũng như chúng ta sẽ nói thêm về thông tin liên quan tới bầu cử tổng thống. Và có một số những tin tức thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó, nó cho thường cảm giác giống như chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới ảo các bạn. Không hẳn là một cái thế giới thật, <laughs> nhiều khi thường nghĩ như vậy. Để thường chia sẻ các bạn sẽ hiểu rõ hơn Nhưng mà trước hết á, chúng ta có thể thấy là thị trường tài chính nói chung hôm nay rất là tốt Chúng ta tiếp tục thấy màu xanh xuất hiện ở trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Chúng ta có chỉ số Nasdaq tăng 1% các bạn Chỉ số S&P 500 tăng 0.75% và chỉ số Dow Jones tăng trở lại là 0.58%. Tuần vừa rồi đó là một tuần rất là tệ các bạn, đó chính là kết thúc tuần đầu tiên ở trong tháng 9 thì rất là tệ tuần này để chúng ta đã có một cái sự hồi phục trở lại và chúng ta có thể nhìn thấy là pre market thì bây giờ thì cũng không có thay đổi nhiều các bạn nhưng mà vẫn là một màu xanh nhẹ tăng khoảng chừng là 0.06% cho chỉ số Dow Futures và hai chỉ số còn lại đó thì tăng cũng tương tự như vậy các bạn và chúng ta có thể thấy được hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì vẫn dưới 70 đô la nhưng mà hợp đồng của vàng hôm nay đó đã đạt đỉnh mới các bạn đã đạt cái mức cao ngày hôm nay nó chính là lên tới cái mức là khoảng 2.587 đô cho một ounce vàng các bạn và từ đầu năm tới bây giờ đó thì vàng tăng khoảng chừng là 19.69% một năm qua đó thì vàng tăng 26.3% nghe không phải là nhiều của bạn nhưng mà các bạn nên biết vàng đó là cái loại tài sản không vốn hóa lớn nhất hiện bây giờ vũ hóa của vàng nó lên tới 13.000 tỷ cho nên khi chúng ta nói tới là tài sản vốn hóa lớn nhất mà tăng 26% trên một năm nên là con số rất là đáng kể luôn và chúng ta cũng thấy là bây giờ đã có cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính cùng lúc đó chúng ta lại thấy được là cái giá vàng đã tăng lên thì hai cái này hợp lại với nhau đã không phải được tốt đâu các bạn tốt cho những người nào mà đang đầu tư vàng nhưng mà không tốt cho tình hình chung các bạn cái người ta tích lũy vàng đó nếu như mà người ta sợ liên quan đến suy thoái tài chính hay là người ta có những cái lo lắng liên quan đến chính trị các bạn cho nên họ mới tích lũy vàng nhưng mà chúng ta thấy được là cả cả năm nay là vàng liên tục đạt đỉnh mới và chúng ta có thể thấy được là Bitcoin đó hôm nay cũng ở mức là hơn 58.000 đô Hiện bây giờ là khoảng 58.200 đô các bạn Và chúng ta cũng thấy được là vốn hóa thì crypto đó thì nói chung không có tăng các bạn Tăng khoảng chừng là 0.2% mà thôi Thì vốn hóa thì vẫn cỡ đó hơn 2.1 nghìn tỷ Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái altcoins cũng tăng tốt ngày hôm nay trong đó chúng ta có hai đồng thứ nhất đó chính là đồng sui tăng khoảng chừng là gần 12% các bạn trong vòng một ngày qua và chúng ta có đồng XRP Đồng XRP đó ngày hôm nay đã tăng 5% thì tôi nghĩ cái lý do lớn dẫn đến hai đồng này tăng là chính là liên quan tới Rayscale tại vì ngày hôm qua Rayscale đã công bố đó là họ đã ra mắt cây quỹ Sui Trust và ngày hôm nay đó họ đã công bố là họ ra mắt cây quỹ XRP Trust thì cái này là gì các bạn đây đó là những cái sản phẩm của Rayscale để có thể hỗ trợ những cái người đầu tư có tiền ở phú và những tổ chức đầu tư có thể tiếp cận được với những cái đồng này trước khi mà có etf cái quỹ trust đó là một cái quỹ mà người ta có thể là nạp tiền vào và cái quỹ đó nó sẽ đi thu mua xrp hay là cái quỹ đó đó đi thu mua đồng xuôi các bạn thì khi mà thu mua vào rồi đó thì cái người đưa tiền cho Grayscale họ sẽ nhận được một cái cổ phần của cái quỹ trust này cái cổ phần đó đó là đại diện cho cái số lượng token mà họ đang có trong cái quỹ nhưng mà cái số lượng token đó nó không thể được rút ra, có nghĩa là họ chỉ có thể bán cổ phần của mình cho một người khác mà muốn thu mua cổ phần đó, nó không có linh hoạt giống như là ETF các bạn. ETF đó thì uh, giá cả của cổ phần nó nêu theo cái giá của Bitcoin hay là Ethereum mà trên thị trường. Nhưng mà những cái cổ phiếu của quỹ này đó thì nó sẽ lên xuống dựa theo cái nhu cầu ở trên thị trường các bạn cung và cầu chứ không phải là neo theo giá của suy hay là giá của XRP nhưng mà đây cũng là một cái bước tiến tốt các bạn tại vì các bạn cũng đã biết là trước khi mà có Bitcoin ETF thì là có quỹ Grayscale Bitcoin Trust trước khi mà có Ether ETF chúng ta cũng có quỹ Ethereum Trust từ Grayscale và lý do tại sao chúng ta có Bitcoin spot ETF ngày hôm nay cũng chính là vì Rayscale đó đã đệ đơn kiện SEC vì họ không có thông qua cái quỹ Bitcoin Spot ETF và cuối cùng nó Rayscale đã thắng khiến cho chúng ta có Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay thì đây cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là trong tương lai chúng ta có thể có SUI hay là XRP ETF tương lai nó sao bao nhiêu đó thì không ai biết được các bạn chúng ta cũng đã biết là cái tình hình của ether spot ETF thì nó không có lạc quan lắm không phải là tệ các bạn không phải là chúng ta thấy là dòng tiền rời khỏi mà chúng ta không thấy là có dòng tiền mạnh đi vào ether spot ETF và chỉ khi nào mà chúng ta thấy dòng tiền mạnh đi vào ether spot ETF đó thì lúc đó chúng ta mới thấy những cái công ty phú họ có hứng thú về những cái quỹ ETF khác Tại vì những nhà đầu tư phố đó họ nghĩ khác chúng ta rất là nhiều chúng ta nghĩ tới tiêu thì thường nghĩ là nhiều bạn nghĩ đến là một nền tảng hợp đồng thông minh và chúng ta nghĩ tới là tầng 1, tầng 2 của Ether và những cái ứng dụng như là Uniswap chúng ta nghĩ đến là tương lai của Ether là một hệ sinh thái như thế nào đó nhưng mà đối với những nhà đầu tư forward đó thì Ethereum chỉ có một cái tác dụng đối với họ mà thôi đó chính là đa dạng hóa danh mục đầu tư crypto của họ tại vì trên căn bản đó họ mua ETF cái số lượng Ether đó họ cũng không thể lấy ra được các bạn và cũng không có thể là đem đi stake hay là đem đi tham gia vào DeFi họ trên căn bản nó chỉ nắm giữ cái cổ phần mà thôi và khi mà họ bán bán con phần đó đó thì cái quỹ sẽ bán Ethereum và trả tiền cho họ Họ trên căn bản cũng không có sử dụng Ethereum Cho nên cái giá trị của Ether chính là đa dạng hóa danh mục đầu tư Họ xem Ethereum nên trên căn bản chỉ là một cái phần đầu tư trong danh mục của họ mà thôi Và khả năng đó họ xem Sui hay là XRP cũng tương tự như vậy Họ cũng đâu có phải là mua cái cổ phần để mà tham gia vào hệ sinh thái của Sui hay là XRP Họ chỉ xem đây là một cái danh mục đầu tư Một cách để mà đa dạng hóa trong thị trường crypto này Và những công ty forward đó như là BlackRock khi mà họ phát hành ETF Thì cái lợi nhuận họ có được đó chính là cái phí quản lý Cho nghĩa là họ quản lý càng nhiều tiền Thì cái phí họ thu càng nhiều Nhưng mà ngay bây giờ đó cái đồng một cái vốn hóa lớn nhất là Ethereum cũng không có thành công Để mà thu hút dòng tiền cần thiết thì họ cũng sẽ không có quan tâm nhiều đến những cái ETF khác đâu các bạn Chúng ta phải chờ cho đến dòng tiền đi vào Ether Spot ETF Rồi chúng ta mới thấy cái sự sôi động của những công ty Full Họ muốn tiếp tục của những ETF khác Bây giờ thì chưa Nhưng mà đây cũng là một cái tin tức tốt của bạn Tại vì cái thời điểm mà có quỹ Trust Thì Rayscale đã chỉ nhận tiền Và mua những token này Mua và mua và lưu trữ đó Cho đến khi nào mà có quỹ ETF thì lúc đó họ mới có thể là bán những cái token này các bạn cho nên đây là cái thời điểm mà họ chỉ tích lũy và tích lũy mà thôi giống như là những năm trước họ tích lũy ether và bitcoin các bạn một trong những cái yếu tố dẫn đến là giá bitcoin tăng trưởng đó, trong những năm trước đây đó chính là việc grayscale tiếp tục tích lũy nhiều bitcoin và bây giờ họ cũng làm điều tương tự đối với lại xrp và sui nhưng mà cái tốc độ tích lũy bao nhiêu đó tùy theo cái dòng tiền vào những quỹ này bao nhiêu các bạn nhưng mà đây cũng là lý do tại sao mà khi mà có etf đó, thì nhiều bạn nói là tại sao mà grayscale cứ bán nhà bán tại vì họ là tích lũy nhiều năm cho khách hàng rồi các bạn và bây giờ họ sẽ làm điều tương tự với lại XRP và XUI nói chung nó cũng là một thông tin tốt còn về tình hình chung của ô con sẽ thì dựa theo crypto bubbles ngày hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều màu xanh. Nói chung là một ngày tốt cho thị trường nhìn chung các bạn và chúng ta cũng đã có một cái thông tin ngày hôm nay đó chính là cập nhật phần trăm lạm phát bán sỉ ở Hoa Kỳ và thứ nhì đó chính là cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thì nhìn chung lạm phát CPI nghĩa là lạm phát bán sỉ đây chính là cái phần trăm lạm phát đo lường khi mà những cái công ty đó họ nhập hàng vào để họ sản xuất hay là họ đóng gói đó thì họ nhập hàng vào cái hàng mà họ nhập vào đó có bị tăng giá hay là không cái lạm phát là bao nhiêu tại vì nếu như mà họ nhập hàng vào mà cái hàng gốc của họ bị tăng giá thì có nghĩa là khi mà họ hoàn thành sản phẩm đó thì cái sản phẩm đó sẽ được bán với cái giá cao hơn dẫn đến lạm phát là tăng cao cho nên cái chỉ số PPI này đó, nó không có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại hàng tiêu dùng các bạn nhưng mà có cái sự ảnh hưởng gián tiếp và thị trường nó cũng quan tâm đến chỉ số phần trăm lạm phát bán sĩ và con số cho thấy là tháng 8 nó thống kê cái phần trăm lạm phát PPI xuống chỉ còn có 1,7% mà thôi các bạn thấp hơn so với dự báo là 1,8% dưới 2% luôn cái phần trăm lạm phát Core PPI có nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó, thì không thay đổi ở mức là 2,4% thấp hơn dự báo là 2,5% nói chung PPI rất là tốt các bạn chúng ta có CPI ngày hôm qua như là kỳ vọng hoặc là tốt hơn tuy theo các bạn nhìn vào chỉ số Core hay là cái chỉ số thông thường nhưng mà chúng ta hôm nay tiếp tục nhận được thông tin tốt đó chính là PPI và cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì như thế nào? Đây là thống kê cái số lượng người mà vừa thất nghiệp tôi vừa rồi rồi họ nộp đơn để mà xin trợ cấp thất nghiệp đó thì các bạn thấy con số đó đã đạt cái mức là 230.000 trong tuần vừa rồi. Tăng 2.000 so với kỳ trước và cao hơn so với ước tính là 225.000 như là con số xin trợ cấp thất nghiệp không có tốt. Gợp chung lại... Như chúng ta biết ngày hôm qua tới ngày hôm nay cộng với lại cái thông tin liên quan đến cái số đơn xin cho các thất nghiệp thì cả hai chỉ số đều cho phép thêm lý do để giảm lãi suất vào tuần sau các bạn và ngay thời điểm bây giờ đó thì chúng ta thấy là 59% là nghiêng về phép sẽ giảm lãi suất là 0.25% trong cuộc họp tuần sau ngày 18 tháng 9 và chúng ta có 41% đã tăng lên so với ngày hôm qua các bạn nghĩ là phép sẽ phải giảm lên tới là 0.5% hai cái phần trăm này đó nó lại một lần nữa gần như là bằng nhau chúng ta không biết được là Fed sẽ có quyết định gì nhưng mà cái quan trọng hơn đó không phải là Fed quyết định gì trong tuần sau các bạn mà ngôn ngữ mà chủ tịch John Powell sử dụng như thế nào chúng ta muốn biết đây sẽ là một đợt cắt giảm lãi suất duy nhất hay là đây sẽ là một chuỗi cắt giảm lãi suất liên tục Giống như chúng ta đã thấy là khi mà tăng lãi suất đó, thì tăng liên tục một năm mấy thì có phải chúng ta bây giờ giảm lãi suất sẽ giảm liên tục một năm mấy hay là không? Chúng ta không muốn nghe những cái từ ngữ như là chúng ta sẽ chờ đợi giảm một lần rồi chờ đợi xem tình thần rồi mới tính tiếp. Chúng ta muốn nghe những thông tin là Fed đã có cái lòng tin là lạm phát đã đi vào cái dùng được kiểm soát và họ sẽ bắt đầu một chiến lược giảm lãi suất dài hạn. Đó là điều mà chúng ta muốn nghe vào tuần sau các bạn. Ngay bây giờ đó thì vẫn chưa chắc là họ sẽ giảm 0.25 hay là 0.5 nhưng mà chúng ta cũng thấy là thị trường thì muốn Fed giảm lãi suất 0.5% nhưng mà ngược lại đó thị trường lại sợ là nếu như Fed giảm lãi suất 0.5% theo như là tình hình nó đã tệ rồi và cái khả năng suy thoái nó lại tăng lên các bạn nhưng mà nếu như mà Fed giảm ở 0.25% thì nhiều người lại nói là bây giờ lãi suất quá cao thì bây giờ đang ở mức là 5.25 tới 5.5% nếu như mà chỉ giảm có 0.25% thì cũng chẳng ngày hướng gì đối với cái thanh khoản trên thị trường chúng ta phải chờ tuần sau mới biết được các bạn nói chung đó thì Chủ tịch trộn Powell sẽ đau đầu cho đến khi mà ra quyết định các bạn và chúng ta thấy là không phải là ở riêng Hoa Kỳ mà ở những quốc gia khác nữa họ cũng đã lần lượt cắt giảm lãi suất rồi chúng ta có Trung Quốc đó, thì trên căn bản đã cắt giảm lãi suất và bơm tiền vào trong thị trường cả năm qua các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là chỉ số stock CSI 300 của Trung Quốc đó đây là 300 công ty lớn của Trung Quốc được giao dịch trên sàn chứng khoán ở Thượng Hải thì đã giảm về cái mức năm 2019 như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nói chung đó, thì uh, Trung Quốc sẽ phải tiếp tục có thêm những nỗ lực các bạn để mà kích thích nền kinh tế. Và các bạn cũng thấy là không phải là chỉ riêng ở Trung Quốc mà ngân hàng trung ương của châu Âu đó họ đã đi trước phép và cắt giảm lãi suất một lần rồi. Hôm nay đó họ đã ra quyết định là cắt giảm lãi suất thêm 0,25% nữa. Đây là cái đợt cắt giảm lãi suất lần thứ hai đưa lại sức xuống chứ còn có 3,5% mà thôi. Thì các bạn đã thấy là Châu Âu rồi chúng ta nói tới Châu Á đó nhiều quốc gia đã bắt đầu có cái sự lo lắng các bạn mà họ đã đi trước phép và cắt giảm lãi suất và khi một quốc gia cắt giảm nó sẽ dẫn theo nhiều quốc gia cắt giảm theo các bạn cũng giống như là khi mà một quốc gia tăng lãi suất thì nhiều quốc gia khác cũng tăng theo. Tại vì thế giới này nó có một cái sự cân bằng nhất là trong thị trường tài chính các bạn mà trong nền kinh tế xuyên quốc gia khi mà một quốc gia nào đó mà có một cái chiến lược nó hoàn toàn không có phù hợp hay là đi ngược lại với phần lớn đó thì lại dẫn đến là, là sẽ có nhiều cái sự cố xảy ra. Cũng giống như chúng ta cũng đã thấy ở Nhật Bản đó khi mà Nhật Bản dư lãi suất âm 8 năm trời các bạn và cùng lúc đó chúng ta cũng thấy là những quốc gia như là Hoa Kỳ ở Châu Âu đã tăng lãi suất trong vòng 2 năm qua, trong khi mà Nhật Bản tiếp tục giữ lãi suất ở cái mức thấp thậm chí là mức âm trong một thời gian dài dẫn đến những cái sự kiện như là Yen Trade khi mà người ta vay mượn tiền ở Nhật Bản rồi lại đi mua tài sản ở những nơi khác với cái lãi suất cao hơn dẫn đến là đồng yên bị mất giá các bạn tại vì họ vay đồng yên xong rồi đổi đồng yên thành đồng đô la hay là đồng euro rồi sau để mua tài sản thì cũng đồng nghĩa là họ bán đồng yên mua đồng euro hay đồng đô la dẫn đến đồng yên bị mất giá rất là trầm trọng cho nên có thể là các bạn không thể thấy được rõ ràng nhưng mà trên thế giới này đó nói về kinh tế thì nó đã có một cái sự cân bằng rồi khi mà tăng lãi suất thì họ sẽ cùng nhau tăng khi mà giảm sẽ cùng nhau giảm các bạn và rất rõ ràng chúng ta đã kết thúc cái thời kỳ lãi suất cao rồi chúng ta cũng đang thấy là trên màn hình ở những cái nền kinh tế lớn cũng đã có dấu hiệu giảm lãi suất các bạn chúng ta nói tới những cái quốc gia như là ở Singapore chúng ta nói tới là ở châu Âu chúng ta nói tới Canada chúng ta nói tới là ở nước Anh chúng ta nói tới là ở Mexico nói chung đó, thì các bạn thấy là cái xu hướng là chuyển qua giảm lãi suất và các bạn cũng đã thấy lạm phát nó nó khiến cho vật giá leo thang trong vòng mấy năm qua bây giờ đó vật giá vẫn đang ở mức cao nhưng mà chúng ta bây giờ lại nói tới việc giảm lãi suất. Tại vì sao các bạn? Tại vì cái mà chúng ta nói tới trong vòng 2 năm qua đó khi mà chúng ta nói tới phần trăm lạm phát không phải là phần trăm lạm phát giảm nghĩa là giá của mặt hàng giảm giá các bạn chúng ta đang nói tới là cái sự tăng trưởng của phần trăm lạm phát giảm khi mà họ nói tới là lạm phát được quản lý có nghĩa là lạm phát đã trở về cái mức tăng trưởng như là mong muốn các bạn có nghĩa là chúng ta nghĩ là mỗi năm đó thì thường đó, những quốc gia họ sẽ đưa ra mục tiêu là từ 2 tới 3% lạm phát gọi là tốt nghĩa là mặt hàng đó, đó thì nói chung sẽ tăng 2 tới 3% mỗi một năm thì những mặt hàng đã bị lạm phát cao trong mấy năm qua đó họ đã tăng liên tục chỉ sử mấy chục phần trăm các bạn thì bây giờ không phải là họ sẽ đi về cái mức như là hai ba năm trước mà nó vẫn sợ cái mức cao lạm phát đã xảy ra mà nó sẽ không biến mất những cái chúng ta nói tới đó chính là những năm về sau khi mà phép hay là những ngân hàng trung họ nói tới lạm phát để được quản lý có nghĩa là những cái mặt hàng đó sẽ tiếp tục tăng trưởng giá cả nhưng mà trong cái phạm vi cho phép là từ, từ 2 tới 3%. Đó là điều mà chúng ta nói đây, lạm phát đã có rồi và sắp phi mất các bạn. Và khi mà chúng ta thấy là bây giờ đó thì mọi quốc gia lại chuyển hướng sang lại giảm lãi suất thì sau một thời gian đó lại dẫn đến là dòng tiền được in ra rất là nhiều các bạn và đưa vào nền kinh tế dần đến lạm phát lại tăng trở lại và một lần nữa chúng ta lại đi vào cái chu kỳ siết chặt nó cứ như vậy trong vòng cả trăm năm qua không có gì thay đổi hết các bạn và bây giờ đó chúng ta ít nhất cũng đã bước sang cái dùng gọi là thả lỏng tiền tệ trong vòng những năm tới đây điều quan trọng đó, mà nhiều bạn muốn biết đó chính là có suy thoái tài chính hay là không tại vì thường đó, khi chúng ta thấy cái dấu hiệu Như ngân hàng trung ương giảm lãi suất lần lượt như thế này thì khả năng là nền kinh tế toàn cầu đã chậm lại rồi nhưng mà có suy thoái hay không đó, thì chúng ta phải chờ nửa năm nữa mới biết được nhưng mà tới kết quả cuối cùng đó, thì nhiều bạn có biết quan điểm bình thuận rồi có suy thoái hay là không có suy thoái đó thì tương lai chúng ta vẫn sẽ thấy là những tài sản sẽ tiếp tục tăng giá tại vì tiền tiếp tục được in ra các bạn đồng đô la sẽ tiếp tục bị mất giá cho dù ai là tổng thống đi nữa để thuận chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn đây thì cái quan điểm mà các bạn cũng đã nghe nhiều lần rồi nhưng mà thuận muốn chia sẻ nhiều góc cạnh và đến từ nhiều nguồn khác nhau để các bạn có thể thấy được từ nhiều góc cạnh khác nhau nhưng mà bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới thông tin liên quan tới bầu cử tổng thống đi thì các bạn cũng đã biết là sau cái cuộc tranh luận giữa phó tổng thống Kamala Harris và cựu tổng thống Donald Trump thì có rất nhiều những cái cáo buộc liên quan tới là có gian lận ở trong cuộc tranh cử đó thì chúng ta cũng có một cái thông tin là có một người ẩn danh đã liên lạc và nói đó là ở bên cái đội của phó tổng thống Kamala Harris họ đã nhận được những cái câu hỏi thử nghiệm những câu hỏi đó đó nó trùng hợp với những câu hỏi được hỏi ở trong cái buổi tranh luận có nghĩa là bên phó tổng thống Kamala Harris đã nhận được những câu hỏi và đã có sự chuẩn bị trước cho nên ngày hôm đó mới có cái sự chuẩn bị tốt hơn là cựu tổng thống Donald Trump đây là một cái cáo buộc bây giờ mà thôi các bạn chúng ta vẫn chưa có biết À, những thông tin mới hơn nhưng mà thuận chia sẻ đó là tại vì thuận cảm thấy là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới ảo các bạn không phải là thế giới thật tại vì trong thế giới này đó cái gì cũng có thể xảy ra hết Còn những bài nào mà chơi những cái game như là roller coaster tycoon hay là các bạn chơi những cái game như là the sims đó, các bạn chơi trong một cái thế giới ảo thế giới đó các bạn làm gì cũng được các bạn có thể tạo ra những cái mà không thể xuất hiện ở trên thế giới thật nhưng mà thường cảm thấy thế giới chúng ta đang sống bây giờ đó thì cũng có nhiều cái đó không thể nghĩ là thật được các bạn. Đây là một cái video clip đó dài khoảng chừng là 1 phút 2 4 giây. Tôi sẽ không có chia sẻ ở đâu các bạn tại vì đây là video clip tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã xem rồi. Thì trong cái video clip này đó các bạn thấy là tổng thống Joe Biden à, không biết là ông đang ở đâu các bạn có thể là ông đang đến thăm một cái cơ sở có con nít nào đó tại vì có nhiều em bé ở đây và một cái người đội nón Trump các bạn. Rất rõ ràng là người này là người mà ủng hộ cụ tổng thống Donald Trump thì các bạn đã biết là Trump với lại Biden là hai người đối đầu với nhau tại vì họ là đến từ hai đảng thì các bạn cũng đã thấy đó là trong cái cuộc trao đổi này đó, cái người này cũng đã nhờ Tổng thống Biden ký tên vào cái nón để mà tặng ông thì Tổng thống Biden đã lấy cái viết từ đội mật vụ các bạn mà ký tên thì cái người bên tay phải đó cái người mà đeo cái nón trâm thì lại hỏi là ông có nhớ tên mình là gì không đó <laughs> các bạn thấy lại dám hỏi tổng thống như vậy thì Tổng thống Biden lại trêu trở lại nói là tôi cũng không biết nữa tôi già rồi <laughs> các bạn thấy tổng thống biden thì lại trôn người trở lại rồi sau khi ký tên đưa cái nón này cho cái người đò cái nón trump rồi sau đó đó tổng thống biden nói là muốn lấy cái nón trump thì người này nói là có phải ông muốn tôi ký tên vào cái nón trump rồi tặng ông hay không thì ông nói là không tôi không cần rồi sau đó đó ông lại trô mọi người các bạn và lại đeo cái nón trump lên đầu của mình khi mà các bạn xem những cái hình ảnh này đó có thể các bạn nghĩ là có ai đó đó là ghép vào nhưng mà không phải các bạn đây là điều xảy ra ngoài đời thật <laughs> và tổng thống biden hình như là rất là vui vẻ và rất là thích uh, troll mọi người các bạn và nhiều người nói đó đây là ngày đầu tiên mà người ta nhìn thấy tổng thống biden vui vẻ như vậy trong một thời gian dài và sau đó đó ông kết thúc uh, với cái câu nói là <laughs> đừng có ăn chó và mèo tại vì các bạn cũng đã nhớ là trong cuộc tranh luận giữa trump với lại harris thì trump nói là những người nhập cư lậu đó từ Haiti thì họ ăn chó và mèo của những cái uh, hàng sớm ở đó <laughs> Nói chung đây là một cái video thường cảm thấy rất là thú vị các bạn Như Thuận vừa chia sẻ đó Những cái gì đang xảy ra bây giờ Nó giống như là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới khác các bạn Chứ không phải thế giới thật Các bạn cứ nghĩ đi cách đây vài tháng nếu như ai đó các bạn đó là Tổng thống Biden sẽ mang cái nón Trump 2024 thì các bạn sẽ nghĩ làm gì có chuyện đó. Nó đã xảy rồi các bạn. Và Đức Hương chia sẻ thêm một số cái thông tin nữa. Và cái lý do Thuận chia sẻ với các bạn những thông tin này đó là tại vì Thường cảm thấy nó cũng không phải là điều xấu đâu. Chúng ta cứ nghĩ đến cái sự xuất hiện của Bitcoin như nào của bạn. Khi mà các bạn nghĩ lại đó, nó là cái gì thôi đó, đó, cực kỳ thú vị được tạo ra bởi một người ẩn danh một cái loại tiền tệ, một cái loại tài sản mà chúng ta không cầm được, không sở được, thậm chí cái ý nghĩa cũng khá là mơ hồ. Có thể nói là cái hoạt động của Bitcoin nó rất là phức tạp các bạn. Nói đơn giản nó thì cũng đơn giản nhưng mà phức tạp thì cũng cực kỳ phức tạp. Giả sử như các bạn nghĩ đến là hoạt động thực sự Bitcoin như thế nào? Các bạn tạo ví Bitcoin đó thì cái ví đó, cái con số từ đâu mà ra và chúng ta nghĩ đến là 24 cái ký tự. Nó có liên kết như thế nào? Với lại cái khóa cá nhân tất cả những cái đó nó rất là phức tạp. Nếu các bạn tìm hiểu thêm và các bạn nghĩ đến là đào bịt khôi nhưng mà thật ra quá trình đào nó cũng khá là phức tạp các bạn nó không phải là đơn giản như là các bạn mua cái máy về rồi các bạn bấm nút đào nó phức tạp hơn rất là nhiều thì không phải ai cũng hiểu hết về bịt khôi hết các bạn nhưng mà mọi người lại có lòng tin vào một cái loại tài sản mà chúng ta không cầm được, không sờ được một loại tài sản ảo các bạn. Và bây giờ nó lại có cái giá trị <laughs> như là 58.000 đô một Bitcoin. 58.000 đô một Bitcoin các bạn có biết. Bây giờ nhiều người ở Hoa Kỳ đó họ không có tiền tiết kiệm hơn vài ngàn đô. Chứ đừng nói là 58.000 đô để mua Bitcoin. Nếu nói ai đó Hoa Kỳ này có thể là chi ra 58.000 đô ngay lập tức bây giờ để mua Bitcoin đó thì không phải là nhiều người lắm đâu các bạn. Tại vì tuy là người Hoa Kỳ đó theo thống kê là một trong năm người đã là triệu phú hiện bây giờ. Nhưng mà phần lớn tài sản của họ là bị nằm ở trong cái nhà các bạn, cái nhà của họ và phần còn lại là nằm ở trong những cái quỹ đầu tư về hưu như là 401k họ không thể dễ dàng di chuyển cái số tiền đó được nếu như nói cái tiền mặt có sẵn đó thì không phải là bao nhiêu người đâu mà chúng ta đã thấy bịt không bây giờ đã là 58.000 đô rồi một cái gì đó ảo nhưng mà nó lại có giá trị thật các bạn và <laughs> chúng ta cũng thấy một điều khác nữa đó chính là cụ tổng thống Donald Trump hôm nay đó ông đã có một cái clip ngắn khoảng chừng là mười mấy giây mà thôi nói là ông sẽ ra mắt World Liberty Financial vào ngày 16 tháng 9 ở trên X Spaces có nghĩa là dự án này là một cái dự án mà Trump ủng hộ các bạn và ông sẽ có một cái buổi trò chuyện ở trên X trên Twitter Spaces để mà nói về dự án này chi tiết hơn. Để thường chia sẻ cái clip ngắn này rồi chúng sẽ nói tiếp. Join me live on Twitter Spaces at 8 p.m. the September 16th for the launch of World Liberty Financial. We're embracing the future with crypto and leaving the slow and outdated big banks behind. Đó là cái thông báo đến từ cụ Thông ông Trump các bạn Đây là một người mà có thể sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ các bạn Và đã là tổng thống của Hoa Kỳ trước đây Là một người mà có NFT Bây giờ các bạn thấy là ủng hộ những dự án DeFi như là World Liberty Financial Nhiều khi nghĩ lại đó các bạn thấy là mọi thứ nó Thật sự là đi quá xa và quá nhanh các bạn Không thể tương tự nổi luôn Chứ mình thường vừa nói với các bạn mới đây đó Chúng ta giống như là đang sống trong một cái thế giới ảo các bạn Khi mà chúng ta trở về Đừng nói là xa các bạn một năm trước khi các bạn chia sẻ cái này với thuần nữa có thể thuần sẽ không tin thuần nó làm gì có chuyện đó các bạn nhưng mà đây đã là sự thật và tôi nghĩ là cái cuộc trò chuyện ở trên x này đã sẽ là cái cơ hội để có thể biết thêm nhiều cái chi tiết về dự án này tại vì nói chung là chúng ta cũng có một số thông tin được chia sẻ bởi condes và có nhiều cái tin đồn có nhiều tin đồn nói là dự án này đó là dự án copy mã nguồn từ một cái dự án defi trước đây gọi là do finance và cái dự án DeFi này đã bị hát vào tháng 7 với mức 2 triệu đô la. Và ngoài ba người con trai của Trump ra đó, thì chúng ta cũng có khoảng chừng 4 người tham gia vào dự án này và họ đến từ Do Finance và họ có những cái lý lịch cũng rất là khó hiểu các bạn liên quan tới những trang web nhạy cảm và dự án này đã sẽ được gây dựng ở trên AV và Ethereum. Đó là gì mà chúng ta biết à, từ cái white paper được chia sẻ bởi Condes thì có thể là vào ngày 16 tháng 9 chúng ta sẽ biết thêm nhiều chi tiết hơn nhưng mà cái video này nó rõ ràng là chúng ta thấy đây không phải là một dự án đơn thuần đó là được tạo ra bởi những người con của Trump mà đây là một dự án mà Trump sẽ ủng hộ và các bạn nên biết là cho dù chúng ta có kết quả gì vào cuộc bầu cử này đó thì tôi nghĩ cái sự ủng hộ của cựu tổng thống Trump vẫn sẽ tiếp tục đối với cái crypto này các bạn và tiếng nói của ông nó vẫn sẽ có giá trị các bạn cũng đã nhớ là mấy năm qua đó cho dù ông không còn là tổng thống nữa nhưng mà cái tiếng nói của ông vẫn có giá trị đối với rất nhiều người ở trong cái thế giới chính trị và đây là một điều tốt các bạn. Và chúng ta nói thêm một thông tin nữa, các bạn cũng đã thấy đó là cái tiền dùng để mà trả lại cho chính phủ Hoa Kỳ tại vì Hoa Kỳ có nhiều nợ công. Cái tiền được trả lại đó bây giờ đã nhiều hơn cái số tiền chi tiêu hàng năm cho bộ quốc phòng của Hoa Kỳ. <laughs> các bạn cũng thấy chúng ta đang nằm ở trong một cái thế giới nó rất là khó hiểu các bạn và cũng như thùng đã chia sẻ mới đây thùng vẫn cảm thấy chúng ta đang nằm một trong cái thế giới ảo các bạn <laughs> làm sao mà có thể là sự thật được nhưng mà đây là sự thật các bạn cái tiền trả lãi hàng năm của nợ công Hoa Kỳ vượt qua khỏi cái số tiền chi tiêu cho quốc phòng của Hoa Kỳ nó <laughs> thật sự điên rồ. và chúng ta cũng thấy là Nhật Bản thì cũng vừa kết thúc một chuỗi thời gian dài mà họ có negative interest rate có nghĩa là họ có lãi suất âm các bạn nhưng mà trong cái thế giới này đó thì uh, thuần lại cảm thấy là nó sẽ tốt cho những mảng đầu tư. Đây là một cái thế giới mà tiền sẽ tiếp tục được in ra các bạn. Và chúng ta cũng thấy là sau cái cuộc tranh luận vừa Trump và Harris cái đây vài ngày đã thì bây giờ Harris đã dẫn đầu các bạn 50% dựa theo Paul Market là nghiêng về Harris và 49% là nhiên về Trump hiện bây giờ. Nói chung thì cái phần trăm nó cũng tương đối là bằng nhau, chỉ cách nhau có một phần trăm mà thôi. Và đương nhiên đây chỉ là cái phần trăm đến từ Polymarket, cái trang cá cược mà nhiều bạn quan tâm. Cho nên thuần sử dụng cái trang này để xem cái phần trăm như thế nào. Và sau cái cuộc tranh luận mới đây đó thì bên đội của Harris đã có thể kêu gọi thêm 47 triệu đô la quyên góp chỉ trong vòng có 24 giờ mà thôi các bạn. Và có thể là nhiều bạn bắt đầu cảm thấy không có rõ là tháng 11 này ai sẽ thắng các bạn không giống như là trước đây nữa trước đây nó rõ ràng hơn nhất là lúc mà Trump đang đối đầu với lại Biden thì cái phần trăm nó chân là rất là nhiều rồi sau khi mà Harris đưa ra những chiến lược kinh tế đó thì Trump đã dẫn đầu là 67 phần trăm các bạn ngay bây giờ đó, thì Trump lại thụt lùi một phần trăm ít nhất là dựa theo polling market thì nhiều người bây giờ đã lại nghĩ tới là tháng 11 này khi mà bỏ phiếu đó thì kết quả ra sao cũng không muốn rõ ràng hiện bây giờ nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn cho dù là sau này nữa thì chúng ta cũng thấy là thị trường tài chính nói chung vẫn tăng trưởng cho dù chúng ta ở dưới thời kỳ của tổng thống của đảng nào đây là điều mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà hôm nay đây Thuận có thêm những chi tiết Thuận muốn chia sẻ các bạn nhìn thấy trên màn hình ở đây là cái giá bitcoin tăng dưới mọi nhiệm kỳ của tổng thống Hoa Kỳ các bạn và đương nhiên đây là một cái log scale để các bạn nhìn rõ ràng hơn thì các bạn đã thấy được là tất cả những cái đời tổng thống từ khi Bitcoin tới bây giờ đó thì nếu chúng ta nhìn nguyên một cái chu kỳ tổng thống đó, nguyên một nhiệm kỳ 4 năm đó đó thì các bạn thấy được là giá Bitcoin luôn tăng thời Obama nhiệm kỳ 1 cũng tăng như các bạn nhìn thấy trên màn hình, nhiệm kỳ 2 cũng tăng, thời tổng thống Trump cũng tăng và tổng thống Biden tới bây giờ đó thì các bạn vẫn thấy là giá tăng và có thể các bạn thấy là wow khi mà nhìn lại đó thì thời của Obama không tăng nhiều tại vì các bạn đang nhìn vào cái số lượng giá tăng các bạn chứ còn các bạn tính theo phần trăm tăng trưởng đó thì rất là nhiều tại vì thời của tổng thống Obama đó thì lúc đó cái mức giá bình thường rất là thấp cho nên tăng trưởng 1.000 đô là cái phần trăm rất là nhiều nhưng mà các bạn cũng thấy được là bất kỳ chúng ta nói tới là cái chu kỳ nhiệm kỳ 4 năm của tổng thống nào ở Hoa Kỳ từ khi Bitcoin tới bây giờ thì giá Bitcoin đã luôn có cái sự tăng trưởng. Và không chỉ đi Bitcoin các bạn, chúng ta bây giờ hãy nói chi tiết hơn đi thì các bạn sẽ thấy được đây là biểu đồ của chỉ số S&P 500 và các bạn nhìn thấy được là đây là những cái màu đại diện cho những cái đời tổng thống các bạn thì chúng ta có thể thấy được là ít nhất đó, trong thời gian gần đây khi mà chúng ta nói tới thời kỳ của tổng thống Biden hiện bây giờ Chúng ta đã đi được 3 năm 8 tháng trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Biden và trong thời gian đó, đó thì chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ đã tăng khoảng 50% các bạn đây chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ 3 năm 8 tháng trong nhiệm kỳ của Donald Trump đó, thì S&P 500 cũng đã tăng 50% 3 năm 8 tháng trong nhiệm kỳ của Obama thì S&P 500 cũng đã tăng khoảng 50% các bạn và 3 năm 8 tháng trong nhiệm kỳ của Clinton, có nghĩa là khi bắt đầu nhiệm kỳ 3 năm 8 tháng sau đó thì S&P 500 cũng đã tăng khoảng là 50% các bạn. Thì chúng ta thấy đây có phải là một cái sự trung hợp hay là không để chia sẻ thêm để các bạn hiểu. Còn như Bitcoin thì sao các bạn? Thì chúng ta cũng vừa nhìn cái biểu đồ mới đây. Bây giờ thường chia sẻ chi tiết hơn để các bạn nắm được. Ngày Tổng thống Obama nhận chức cho nhiệm kỳ 1 đó thì Bitcoin chỉ mới bắt đầu. Không có giá các bạn. Nhưng mà khi kết thúc đó nhiệm kỳ 1 thì giá Bitcoin đã là 16 đô la ngay mà Tổng thống Obama nhận chức cho nhiệm kỳ 2 thì Bitcoin nó có giá là 15 đô la các bạn, 16 đô la, 15 đô la cỡ đó. Và khi mà ông rời nhiệm kỳ đó thì giá đã là 895 đô la, tăng 56 lần. Ngay Tổng thống Trump nhận chức đó thì giá Bitcoin là 895 đô và khi ông rời nhiệm kỳ đó thì giá đã là 35 000 đô các bạn, tăng 39 lần. Ngày Tổng thống Biden nhận chức đó thì giá Bitcoin là 35.000 đô đương nhiên ông vẫn chưa rời chức chủ của mình thì các bạn nghĩ là ngày 20 tháng 1 năm 2025 nó sẽ là bao nhiêu một điều các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng đó, nó đã giảm theo từng đời tổng thống một thì đương nhiên các bạn khi mà vốn hóa nhỏ đó thì cái sự tăng trưởng nó sẽ nhanh hơn khi mà vốn hóa lớn đó thì sẽ tăng trưởng chậm lại và các bạn nhìn thấy chỉ số S&P 500 là một cái chỉ số lớn ở Hoa Kỳ nhưng mà mỗi 4 năm đó, thì trung bình chúng ta vẫn thấy có sự tăng trưởng là 50 phần trăm không tệ các bạn Bitcoin đó thì đương nhiên không thể nào mà lớn bằng S&P 500 được Bitcoin bây giờ chỉ là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi Vốn hóa của Bitcoin không bằng một công ty lớn của Hoa Kỳ Như là chúng ta nói tới Nvidia hay là Apple nữa các bạn Chứ đừng nói tới là chỉ số S&P 500 Cho nên cái phần trong tăng trưởng bây giờ của Bitcoin vẫn là nhanh các bạn Tới một lúc nào đó thì Bitcoin đủ lớn Cái sự dao động nó sẽ giảm đi Nhưng mà chưa phải là bây giờ Nhưng mà cái khả năng tăng trưởng của Bitcoin trong những đời tổng thống kế tiếp thì khả năng nó sẽ giảm xuống từ từ nhưng mà có phải đây là sự trùng hợp hay là không tại sao chúng ta tiếp tục thấy chứng khoán tăng trưởng cho dù là chúng ta nói tới nhiệm kỳ của tổng thống nào thuộc đảng nào và bitcoin cũng như vậy thì cũng không hẳn đâu các bạn nhiệm kỳ tổng thống nó kéo dài 4 năm bitcoin hai bình cũng kéo dài 4 năm chu kỳ kinh doanh ism của hoa kỳ và chu kỳ thanh thoảng toàn cầu cũng diễn ra cùng thời điểm thì các bạn cũng thấy có thể nghĩ như thế này không phải là thị trường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ ngắn hạn thì có thể các bạn giống như trong vòng vài tháng trong lúc bầu cử hay là gì đó thì có thể nhưng mà về dài hạn đó thì cái mà thúc đẩy thị trường tài chính đó chính là những cái chu kỳ các bạn có chu kỳ thu hẹp có chu kỳ mở rộng và chúng ta cũng có Bitcoin hai bình kéo dài một bốn năm và tất cả cái này đó nó đều có cái thời gian trùng hợp với nhau có thể nghĩ về dài hạn đó thì tổng thống Hoa Kỳ là ai không có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại thị trường tài chính cũng giống như là đối với lại crypto ngay bây giờ đó thì nó khác một chút các bạn tại vì crypto vẫn còn đang mới và chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan tới SEC thì hiện bây giờ luật crypto vẫn chưa rõ ràng cho nên 4 năm tới đây đó thì ai là tổng thống sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với sự phát triển của thị trường crypto này nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cũng đã trải qua gần 4 năm bị dùi dập bởi SEC các bạn và những cái đơn vị dưới quyền quản lý của tổng thống Joe Biden chúng ta vẫn có thể phát triển được thì 4 năm tới thùng vẫn có lòng tin chúng ta sẽ tiếp tục phát triển chỉ là ai là tổng thống đó sẽ có cái sự ảnh hưởng về thị trường này phải nỗ lực bao nhiêu để có thể là đạt được những cái thành tựu kế tiếp tại vì đương nhiên nếu như chúng ta có Trump trở thành tổng thống kế tiếp thì đương nhiên lúc đó sẽ dễ dàng hơn các bạn tại vì ông là một người mà đã không khai ủng hộ crypto còn về Kamala Harris đó, thì chúng ta cũng chưa có rõ quan điểm như thế nào. Nói chung đó, thì hiện bây giờ bà vẫn rất là kính miệng, không nói gì về crypto hết các bạn và không nói tốt cũng không nói xấu luôn. Bà rất là im lặng hiện bây giờ và chúng ta sẽ nói tiếp một số thông tin nữa. Ngay bây giờ đó thì dựa theo sentiment cái biểu đồ này cũng rất khó đọc các bạn. Nhưng mà nói chung đó, thì các bạn thấy cái số lượng comment tích cực về Bitcoin nó đã tăng lên trong thời gian gần đây các bạn và nó đã gấp đôi cái số lượng tiêu cực trong vòng một tuần qua đây là một điều tốt của bạn có nghĩa là tâm lý của những nhà đầu tư Bitcoin đã có sự thay đổi ít nhất là trong vòng một tuần qua thì tôi nghĩ là một trong cái lý do đó là những người mà họ đến thị trường này trong vòng mấy tháng qua giống như là những người mà tham gia tại vì họ thấy giá Bitcoin tăng cao lên 73.000 đô phá đỉnh cũ lên mới đó thì tôi nghĩ là phần lớn có thể là họ đã rời khỏi thị trường này rồi những người còn ở lại là những người mà có lòng tin vững chắc hơn tại vì trên căn bản đó thường cũng không thấy cái sự sôi động như là năm 2020 hiện bây giờ. Năm 2020 đó khi Bitcoin đến gần cái mức 20.000 đô có nghĩa là chuẩn bị phá đến cổ đỉnh mới đó. Tại vì các bạn hãy nhớ là tới cuối năm năm 2020 chúng ta mới thật sự phá đến cổ đỉnh mới. Lúc đó đó thì nó so động hơn rất là nhiều. Năm nay đó thì có thể nói là chúng ta phá đến cổ đỉnh mới sớm hơn cả ngày hạ bình các bạn vào tháng 3. Nhưng mà nó đến một cách chúng ta bất ngờ các bạn và nó bị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền từ Bitcoin Spot ETF và tôi cũng không thấy cái sự sôi động có thể tại vì 69.000 đô cũng phải là cái mức mà nhiều người quan tâm có thể là Bitcoin phải vượt qua 100.000 đô lúc đó đó thì mọi thứ mới sôi động trở lại mới có thêm nhiều bạn mới đến thị trường này và các bạn cũng thấy là những người mà tham gia vào thị trường này trong vòng mấy tháng qua đó thì đương nhiên họ sẽ có cái xu hướng comment có thể là nó không được tích cực các bạn chứ không dám nói là tiêu cực tại vì có thể họ đã tham gia vào những lúc mà giá cao như tháng 3 và tới bây giờ đó thì giá nó thấp hơn cho nên cái tâm lý nó sẽ khác so với những người mà tham gia đừng nói lâu các bạn một năm trước đó thì tâm lý nó khác rất là nhiều tại vì một năm trước giá thấp hơn bây giờ rất nhiều và nếu như mà những bạn mới đã rời khỏi rồi đó thì chỉ còn lại những bạn cũ giống như thùng mà các bạn mà thôi thì đương nhiên tâm lý nó sẽ tốt hơn các bạn comment nó sẽ ít tiêu cực hơn và đây có thể là lý do tại sao mà chúng ta có nhận định này đến từ sentiment. Chúng ta cũng có người sáng lập của Reddit và nói rằng Bitcoin thật sự là cơ hội để chúng ta sở hữu một tài sản lưu trữ giá trị có thể theo chúng ta đi bất cứ đâu mà không gắn liền với bất kỳ quốc gia nào trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert các bạn thì các bạn cũng nhớ là Reddit là một trong những công ty mà họ vừa lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ và trước đây đấy, chúng ta cũng không có biết là công ty Reddit đang lưu trữ Bitcoin và Ethereum cho đến khi mà họ nộp đơn cho SEC để mà lên sàn chứng khoán cho chúng ta mới biết được họ lưu trữ bao nhiêu Bitcoin đó thì phải đợi thêm một quý nữa khi họ báo cáo thu nhập quý thì chúng ta mới biết được các bạn nhưng mà các bạn cũng thấy được là càng ngày đã càng có nhiều CEO không phải là những người như là thuận hay là một cái công ty nhỏ nào đó các bạn nói về bitcoin nữa mà chúng ta càng ngày càng có nhiều người có tên tuổi hơn công khai ủng hộ Bitcoin Và các bạn cũng thấy một điều đó Không phải là Thuận nói là những người ủng hộ Bitcoin đó thì ai cũng trẻ Nhưng mà cái số lượng người lớn tuổi hơn đó thì không có nhiều các bạn Và các bạn cũng đã thấy là đối với cái giới trẻ đó thì Bitcoin là cái gì đó nó cũng rất là bình thường Họ đã sinh ra trong cái thời điểm mà có Internet Không phải như là Thuận và nhiều bạn Năm nay nên Thuận đã 40 tuổi rồi các bạn <laughs> Cho nên Internet đó là một cái gì đó Thuận chỉ sử dụng trong vòng có 20 năm nay mà thôi Chứ còn trước đó thì cũng không có Internet để mà sử dụng các bạn À, tại vì đối với người bình thường nữa thì cũng không có nhu cầu để mà sử dụng và có thể tương tác với internet ấy, thì cần phải có máy vi tính hồi xưa cũng rất là mắc tiền và có thể kết nối với internet ấy, thì cũng rất là khó cho nên à, các bạn thấy là bây giờ đó những ai sinh ra trong thời điểm này khi các bạn sinh ra các bạn sử dụng internet các bạn sinh ra các bạn xem phim online các bạn không còn sở hữu vật chất nữa các bạn không còn sở hữu dĩa dvd các bạn thấy được là các bạn nói chuyện như bạn bè cũng là nói chuyện online các bạn làm gì cũng làm online hết cho nên một loại tiền tệ online đó thì nó dễ hiểu hơn và các bạn thấy là trên thế giới này đó thực sự là có những người họ cần phải tiếp cận được với lại những cái mạng lưới tập trung như là bitcoin trong những quốc gia mà bất ổn và các bạn cũng đã thấy là sau này đó thì càng ngày chúng ta sẽ càng có những ceo trẻ tuổi hơn à, tại vì các bạn thấy là thế giới đó thì luôn thay đổi và những người ceo mới này sẽ có cái xu hướng chấp nhận bitcoin và crypto rõ ràng hơn cũng giống như ở quốc hội các bạn ở quốc hội hoa kỳ đó thì các bạn thấy được là càng ngày chúng ta càng có những cái lớp trẻ họ bắt đầu đi vào chính trị thì các bạn thấy là cái tư duy của họ sẽ có tư duy ủng hộ bitcoin và crypto hơn cho nên tương lai đó thì Thuận vẫn rất lòng tin vào cái thị trường này. Và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái vấn đề pháp lý hiện tại. Các bạn cũng đã thấy trên màn hình, ở đây là cái thông tin liên quan tới sàn eToro. Sàn eToro đã đồng ý trả là một triệu rưỡi đô la để mà giải quyết các cáo buộc của SEC vì đã tạo điều kiện cho việc giao dịch một số chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Và trong tương lai đó thì các loại crypto duy nhất mà khách hàng Hoa Kỳ có thể giao dịch trên eToro sẽ là Bitcoin, Bitcoin Cash và Ether. Thì để hiểu chuyện gì đã xảy ra đó thì các bạn hãy xem xét cấu trúc của Toro Khác với lại Coinbase, eToro đó không chỉ cung cấp việc mua trực tiếp tài sản crypto mà họ còn cung cấp CFD, nghĩa là hợp đồng trên lệch các bạn. Một cơ chế tương tự khi mà hai người dùng để mà thực hiện giao dịch vô thời hạn và thanh toán số dư giữa hai người bằng đồng đô la qua tài khoản Omnibus của Toro, nghĩa là cái tài khoản chung của Toro. Đây là một hình thức chào bán chứng khoán Thay vì giải thích rõ với công chúng đó là Toro đang cung cấp hợp đồng giao dịch dựa trên crypto, họ buộc The Toro phải hủy niêm yết các crypto ngoại trừ là Ether, Bitcoin và Bitcoin Cash. Như thể là vấn đề nằm ở crypto của bạn, nhưng mà vấn đề thực sự đó là nằm ở hợp đồng và SEC hoàn toàn không giải thích điều này trong thông báo của họ. Cũng như các bạn là một công ty mà các bạn tự lưu trữ vàng đi, rồi sau đó các bạn cho ai đó giao dịch vàng CFD, những cái giao dịch đó, đó sẽ được đảm bảo bởi vàng của công ty các bạn nhưng mà hai người giao dịch đó họ sẽ không bị đụng tới vàng họ chỉ giao dịch hợp đồng mà thôi và khi mà giao dịch đóng lại đó thì cái số dư cái số chênh lệch sẽ được gửi đến cho cái người thắng trong giao dịch đó thì đó là một cái hình thức giao dịch chào bán chứng khoán các bạn bản thân của cái hợp đồng đó là có vấn đề chứ không phải là vàng có vấn đề nhưng mà trong trường hợp này đó thì SEC lại không giải thích rõ trong cái thông báo của họ họ chỉ nói chung chung làm cho mọi người đó sẽ dễ dàng tưởng là ok những cái token đó là vấn đề cho nên eToro mới bị phạt nhưng mà không phải các bạn eToro bị phạt tại vì họ cung cấp cái hợp đồng chứ không phải là vì họ cung cấp những cái token đó những token đó đó SEC không đề cập tới luôn và SEC đó không hoàn toàn giải thích điều này trong thông báo của họ cũng như là họ không giải thích tại sao Ether, Bitcoin và Bitcoin Cash vẫn được tiếp tục giao dịch vì họ không có logic và không dựa vào bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào cả. Đáng tiếc thì đối với Toro, các bạn thấy là họ đương nhiên là cho giao dịch crypto nhưng mà đó là một phần nhỏ của họ mà thôi họ vẫn giao dịch chứng khoán và nhiều những sản phẩm khác cho nên tôi nghĩ là họ đã đồng ý giải quyết vấn đề và trả cái mức tiền phạt chỉ có một triệu rưỡi để cho qua cái vấn đề này tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà họ đã chấp nhận để mà giải quyết thay vì là ra tòa Tại vì thường nghĩ đó, ra To thì chưa chắc họ sẽ thua các bạn. Nhưng mà các bạn cũng thấy đó là cái tình hình của SEC đó thì thường nghĩ cũng gần tới hồi kết rồi. Tôi có cảm giác đó các bạn. Nhất là chúng ta cũng đang tiến gần tới bầu cử tổng thống. Ngay bây giờ đó thì các bạn thấy là Trump đương nhiên nói là ông sẽ sa thải Gary Gensler nếu như mà ông đắc cử. Còn về bên Harris thì cũng không có dấu hiệu gì là ủng hộ việc làm của SEC ngay bây giờ. Và cũng rất có khả năng cho dù Harris đắc cử đi nữa cũng sẽ không giữ lại chủ tịch giao Gensler đó là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra các bạn cho nên thông cảm thấy là hiện bây giờ đó thì họ đang giống như là làm càng luôn và chúng ta cũng thấy đối với SEC đó thì giống như là một cái người mà thích ăn hiếp người khác các bạn chứ biết các bạn đang xem phim ở mới đầu đó thì các bạn thấy là cái người này là một người xấu trong cái bộ phim đó và cái người này đã ăn hiếp những người khác những người mà bị ăn hiếp đó, thì có thể là rất nhiều nhưng mà họ rải rác họ không có đoàn kết lại và các bạn thấy là xem cái bộ phim đó đó thì phân nửa bộ phim như bạn xem đó thì mỗi lần mà nhân vật đó xuất hiện thì các bạn lại cảm thấy là bất an các bạn lại cảm thấy là khó chịu đó chính là SEC các bạn một cái nhân vật làm cho mọi người sợ hãi khoảng chừng nửa bộ phim rồi sau đó chúng ta sẽ có một anh hùng xuất hiện cho bộ phim đó các bạn Và chúng ta đã thấy được là anh hùng này đó thì càng ngày càng mạnh hơn Được sự ủng hộ của nhiều người hơn Và tới một lúc nào đó cái người này đó đã có cùng sức mạnh với lại cái người mạng hiếp rồi hai người này đã bắt đầu là đấu đá với nhau các bạn và tới phút cuối đó thì người anh hùng đó đã thắng giống như mới đầu đó các bạn thấy là trở lại những năm như năm 2017 đó thì SEC liên tục đàn áp những cái công ty mà họ có ICO và những công ty này những công ty rải rác họ cũng không muốn đấu với SEC và họ đã quyết định là sẽ không tiếp tục ICO nữa và đóng phạt họ cũng không muốn ra tò tại vì họ cũng không có biết là ra tò nó sẽ kết quả gì và sẽ rất tốn kém giống như chúng ta nói tới là những cái ICO như là Munchy hay là chúng ta nói tới ngay cả ICO của Telegram các bạn trước đây đó thì Telegram là cái công ty đứng sau lưng đồng thân à, họ muốn phát hành ICO nhưng mà sau đó đó SEC đã không cho phép và cuối cùng đó, thì Telegram đã hủy bỏ kế hoạch đó và hoàn 1 tỷ hai cho những người mà đã đầu tư các bạn và đóng phạt 18.5 triệu đô la rồi sau đó, đó cái mã nguồn của thân uh, Thuncoin đó thì đã được công bố thành một mã nguồn mở và cộng đồng đã tự phát triển mã nguồn đó cho tới bây giờ chúng ta có đồng thân coin và bây giờ Telegram sử dụng thân coin nhưng mà đồng thân coin đó không phải là được phát triển bởi Telegram cho nên uh, mới không có vấn đề gì ngay bây giờ đó là những ngày đầu tiên các bạn cho đến một ngày nào đó nó SEC đã đụng độ với lại XRP và XRP đã quyết định là sẽ không có chịu thuyết phục các bạn và cả hai ra tòa và tới cuối cùng các bạn thấy được là XRP đã cũng đã giành được một phần chiến thắng lớn là những cái token XRP đã không phải là chứng khoán các bạn thấy được là sau đó, đó thì nhiều người đã nhận ra được SEC không phải là đáng sợ như là mọi người nghĩ chúng ta vẫn có khả năng thắng được SEC chỉ là tốn tiền mà thôi và Rayscale đó thì cũng đã không, thúc phục các bạn sau khi mà SEC từ chối không cho công ty phát hành Bitcoin Spot ETF đó thì Rayscale cũng đã kiện SEC và cuối cùng chúng ta có Bitcoin Spot ETF và ngay sau đó đó chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều công ty đứng lên để mà chống đối SEC giống như là trong phim các bạn một người đứng lên thì các bạn thấy là mới đầu họ bị dập tắt ngay lập tức họ bị người ăn hiếp đó, đó đánh đập ngay lập tức nhưng mà khi nhiều người đứng lên thì lại không dễ dàng như vậy các bạn và khi mà mọi người nhận ra được là có khả năng thắng đó, thì ai cũng đứng lên hết Chúng ta thấy được là Coinbase hay là Robinhood thì họ nói họ sẽ ra to với lại SEC và chúng ta cũng thấy là ngày này lại càng có nhiều người bạn hơn cho thị trường này và SEC đó chỉ có thể tiếp tục tấn công thị trường này cho đến khi nào chúng ta có luật rõ ràng mà thôi và các bạn thấy được là ở quốc hội cũng có nhiều nỗ lực giống như là các nghị sĩ cộng hòa ở Hoa Kỳ thì họ đã mở cuộc điều tra Chủ tịch SEC Gary Gensler với cáo buộc tuyển dụng nhân viên dựa trên quan điểm chính trị. Thì ba nghị sĩ là Jim Jordan, Patrick McHenry và James Comer đã gửi thư yêu cầu Gary Gensler cung cấp thông tin về quá trình tuyển dụng của cơ quan này sau khi phát hiện email từ tháng 5 năm 2021. Trong đó, đó có tiến sĩ là Hoa San Hu cho biết quan điểm chính trị của mình phù hợp với lại Gensler và sau đó được bổ nhiệm làm giám đốc giao dịch của SEC đây là một trong những cái tối kỳ các bạn mướn người dựa theo quan điểm chính trị thì SEC đã tấn công crypto cũng là vì quan điểm chính trị mà thôi và hôm qua đó thì các bạn thấy là văn phòng của The Digital Chamber phòng kỹ thuật số và nghị sĩ Wiley Nickel cũng đã tổ chức cuộc họp bàn tròn riêng tư tập trung vào chính sách Bitcoin cuộc họp dành cho các thành viên đảng dân chủ tại hạ viện có quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Bitcoin và cách lập pháp liên quan đến nó tham dự cuộc họp đó thì có 8 thành viên của đảng dân chủ tại hạ viện tên thì chưa được tiết lộ các bạn nhưng mà đại diện thì từ các công ty như Riot Platforms, Baker McKenzie, Oranin, Tailworth, Sustainable Bitcoin Protocol và Clean Spark công ty đào Bitcoin và các chủ đề được thảo luận nó bao gồm việc sử dụng Bitcoin cho sự hòa nhập tài chính, đào và tính bền vững về năng lượng cũng như là cạnh tranh với là Trung Quốc. Những người tham dự cho biết là cuộc họp đó thì có hiệu quả và các thành viên đã đưa ra những câu hỏi hay, tham gia tích cực và háo hức tìm hiểu thêm. đây cũng là một trong những lý do các bạn cứ nghĩ đến về luật của crypto đó thì không phải là chỉ riêng tổng thống quyết định các bạn mà nó phải đến từ quốc hội. chúng ta cần phải có cái sự ủng hộ của cả hai bên. và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới ARK21 Shares à, thì cái quỹ Bitcoin ETF của họ đang chuyển một phần Bitcoin từ Coinbase sang Anchorage Digital Bank và Bitgo. Bitcoin của quỹ ARK ETF đó thì được lưu trữ bởi ba công ty hiện bây giờ. Ngoài Coinbase thì còn có hai công ty kia như thường chia sẻ là Anchorage và Bitcoin Nhấn mạnh là đa dạng hóa sẽ tăng cường tính an toàn và bảo mật cho sản phẩm của họ Thì đương nhiên là các bạn, một trong những cái sự lo lắng đó là những công ty họ phát hành Bitcoin Smart ETF đó, Họ đều sử dụng Coinbase mà lưu trữ Lỡ như mà Coinbase xuống đây thì sao các bạn Đương nhiên từ trước đến giờ thì Coinbase chưa bị gì hết Nhưng mà lỡ một ngày nào đó Coinbase bị vấn đề gì Thì cái số Bitcoin đó sẽ là sao Cho nên càng đa dạng thì càng ổn đối với thuần Và chúng ta hãy nói tới Bitcoin Spot ETF đó thì hôm nay như thế nào Các bạn thấy được là ngày hôm qua đã đáng tới chúng ta đã có dòng tiền âm trở lại sau 2 ngày có dòng tiền dương Nhưng mà hôm nay đó thì cũng rất là tốt các bạn Hiện bây giờ chúng ta chỉ thấy có Rayscale đó bán 6 triệu rưỡi mà thôi Nhưng mà những quỹ khác đó chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock nhưng mà những quý khác đó thì có dòng tiền dương và chúng ta đang chứng kiến, kiến dòng tiền dương là 39 triệu hiện tại cho Bitcoin Spot ETF và blackrock ngày hôm nay đã cũng đã đăng một cái thông tin các bạn và họ nói họ tin mịch khôi là giải pháp cho hệ thống tiền tệ toàn cầu và họ nói là tài sản toàn cầu phi tập trung và không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ trước tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng và sự suy giảm niềm tin vào chính phủ ngân hàng và tiền tệ pháp định đó là cái sự quảng bá của BlackRock đối với Bitcoin các bạn Nói chung đó, BlackRock ủng hộ Bitcoin một cách mà thường cũng không ngờ đến các bạn Họ không phải chỉ nói Bitcoin là một tài sản có trị giá trị Hay là một tiền điện tử mà họ đi xa hơn rất là nhiều vào quan điểm của họ tại sao một ai đó nên đầu tư về Bitcoin Và nói về Ether Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn thấy là hiện bây giờ chúng ta không có dấu hiệu gì Đến thì quỹ đầu tư là tích lũy hết Ngoại trừ BlackRock vẫn chưa có cái thống kê hiện bây giờ Nhưng mà chúng ta thấy ngay bây giờ đó, thì đang có dòng tiền âm là 20.1 triệu đó chính là đến từ Grayscale Phần trăm bị có lời đó thì dựa theo Glassnode, dựa theo tài liệu on -chain thì ngay bây giờ ở mức là khoảng 58.000 đô thì phần trăm bị thường có lời là khoảng 76.5% Chúng ta không có nói nhiều về phần trăm mi có lời, thường biết là có những bạn mới tham gia đó cũng không có rõ là thường đang nói về cái gì. Tại vì thật ra ở 76 trên phần trăm nó cũng không phải là thấp, cũng không phải là cao các bạn. Chúng ta chỉ thường quan tâm đến chỉ số này khi chúng ta đi vào cái thời điểm là gần 50% có lời hay là đi lên cái dùng là 95% có lời. Đó là lúc mà chúng ta quan tâm nhiều hơn. Chứ còn bây giờ nó nó lơ lửng ở mức là 75 76% thì cũng không có đáng gì để nói đâu các bạn. Chỉ số này nó cũng không có nhiều giá trị, nó chỉ có giá trị khi chúng ta xuống thấp hay là lên cao mà thôi và chúng ta cũng có thông tin đến từ Coinbase thì họ đã chính thức ra mắt CBBTC các bạn. Đây sẽ là một cái token ERC20 được bảo chứng 11 bởi Bitcoin do Coinbase nắm giữ. Khi mà ra mắt đó thì CBBTC sẽ được hỗ trợ trên base và Ethereum. Base là mạng lưới tầng 2 của Ether các bạn với kế hoạch hỗ trợ thêm nhiều chuỗi khác. Thì lý do tại sao mà Coinbase ra mắt cái token này đó thì họ cũng nhắm đúng thời điểm các bạn. Tại vì có nhiều cái lo lắng sau khi mà BitGo thông báo có những thay đổi về việc lưu ký grab Bitcoin liên quan đến Justin Sun khiến cho nhiều người lo lắng các bạn và đây là thời điểm tốt để họ có thể tung ra đồng CBBTC này như là các bạn có đồng Bitcoin các bạn có thể là gửi lên Coinbase và các bạn có thể dùng nó làm thế chấp rồi Coinbase sẽ đưa các bạn một cái token ERC20 ở trên mạng lưới Base và Ethereum để các bạn có thể sử dụng trong những ứng dụng DeFi. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Alinex và một số những YouTube khác như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Như mới nào mà sử dụng sao giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn